Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của Sơn Mika Lê. Và ngày hôm nay Mika muốn chia sẻ cho các anh chị em một đoạn video clip ngắn. If you could view the world around you at the molecular level, you'd see a planet buzzing with perpetual energy. We are constantly surrounded by electromagnetic fields, the invisible waves produced by electric and magnetic sources of energy. These fields bombard us with harmful free radicals and cations, which are molecules that have gained or lost an electrical charge. They're created in nature as molecules break apart and can have catastrophic effects on our health, causing fatigue, discomfort, and sickness. And in our increasingly technological world, they are more prevalent than ever. On the flip side, our world also contains less common anions, which are negatively charged ions that can provide a myriad of positive benefits. Anions produce a biochemical reaction that can lower stress levels, boost energy levels, and improve both mood and the immune system. So how do you protect yourself and your family from cations? And how can you utilize anions to improve your health? Juva has the answer. The Juva Cation Shield is designed to neutralize positive ions, while the anion emitter emits good ions that can help you achieve optimal health. The National Council of Radiation Protection and Measurement declared that 2 mg is the maximum amount of EMFs that the human body can handle at any one exposure. But common household devices emit much more than that on a daily basis. For instance, just blending a smoothie can expose you to as much as 220 mg. Unfortunately, we can't stop the positive ions around us, but we can reduce the effects of them by using a cation shield. One cation shield has the ability to negate the damage of up to 100 mg of EMF radiation and is certified to emit 1200 anions at time of manufacturing. And while it's necessary to protect yourself from cations, you can actually utilize anions, the good ions, in order to improve your health. The anion emitter, which is guaranteed to continuously emit 10,000 negative ions, provides an environment that helps balance these frequencies in a way that optimizes each of the body's organs and systems. Using an anion emitter can provide the following benefits: boosted alertness, elevated concentration, managed discomfort, enhanced immune system, improved digestion, provide relief from fatigue, and more. Want to learn more about ions and how they can impact your health? Contact the person who shared this video to learn more. Ok, here we go. Sau đoạn video clip, chúng ta cảm thấy sao? Với những ai chúng ta chưa có hiểu lắm, chúng ta có thể xem lại từ 2 đến 3 lần nữa. Ok, và sau đó chúng ta tiếp tục. Nhận biết được sự nguy hiểm của đại dịch Covid-19 thì đất nước Việt Nam chúng ta đã rất nhanh chóng để kịp thời ngăn chặn và kiểm soát dịch rất là tốt. Và chúng ta nhận biết được thêm một cái loại nguy hiểm nữa trong cái thế hệ 4.0, thế kỷ 4.0 này, đó chính là sóng điện tử. Dù chúng ta có biết cái tác hại của sóng điện tử từ rất lâu rồi, thế nhưng chưa ai hay chưa có một tổ chức nào có một cái giải pháp thích hợp cụ thể để giúp cho chúng ta không bị ảnh hưởng bởi sóng điện tử. Và rất may mắn Mika gặp được Juva, gặp được tấm chắn điện tử Cation Shield. Và cái tấm chắn này Mika đặt tên nó là tấm bảo vệ trí tuệ. Và đây, nó đây. Và nó còn đây nữa. Ở nhà không những mình dùng mà mình còn chia sẻ cho phụ huynh, cho anh em bạn bè ở nhà cùng dùng để có thể ngăn chặn được cái sóng điện tử, để giúp chúng ta có một cái tinh thần làm việc tốt hơn. Và tấm bảo vệ trí tuệ này thì giúp chúng ta hạn chế bị mỏi mắt này, giúp chúng ta hạn chế bị đau đầu khi mà cầm điện thoại quá lâu. Nếu như các bạn có vào Family Mart hay là Circle K, có rất nhiều các loại máy chế biến thực phẩm, thì các bạn sẽ cảm nhận được một cái nguồn sóng điện tử rất là mạnh, và chúng ta cảm thấy cái nhịp tim của mình nó bắt đầu không ổn định và đầu nó sẽ nặng hơn. Đó là những gì mà Mika cảm nhận khi mà bước vào một số cái mini mét.
Và đó cũng là lý do vì sao Mika sử dụng cây bút Anion Emitter, cây bút tạo ra sức để đi kiếm tiền. Là một doanh nhân, để làm việc hiệu quả, Mika cần rất nhiều năng lượng mỗi ngày. Và không chỉ năng lượng từ dinh dưỡng, năng lượng thể chất, mà còn năng lượng về ion âm nữa. Và khi tìm hiểu kỹ, tìm hiểu rõ về ion âm, thì Mika đã quyết định sử dụng cái sản phẩm này đầu tiên khi biết đến công ty Juva, và luôn luôn mang nó theo bên người từ lúc đã sở hữu nó đến giờ, và cảm thấy vô cùng là hài lòng về những gì mà nó mang lại cho chính mình, cho trí tuệ và cho năng lượng của mình mỗi ngày. Một trong những quy tắc chi tiền của Mika đó chính là ưu tiên phát triển bản thân. Thế nên những thứ liên quan đến năng lượng, liên quan đến việc làm cho cơ thể, làm cho trí tuệ của mình tốt hơn, phát triển hơn, thì Mika sẽ ưu tiên đầu tư số 1. Mika biết những người xem đến giờ phút này là những người đang rất tò mò về ion âm hoặc đã từng sử dụng các sản phẩm của Juva. Hãy để lại comment ở bên dưới về cảm nhận của bạn về trải nghiệm sản phẩm này. Mika rất chờ đón được comment, được nhận các comment từ tất cả các bạn.